đánh dấu chủ quyền mỗi khi người yêu đi ra ngoài kiểu. Đứng lại. Ủa gì đó? Tay đâu? Hả? Tay gì? Tay anh đâu? Đây. Nó của em đâu? Làm sao đây, anh đi họp mà. Anh coi thường tình yêu này phải không? Không. Đây. Ok. Nào chào đã. Em làm cái gì vậy? Sao? Bây giờ anh không chịu được nữa phải không? Không chịu được mà. Đáng yêu mà. Này, xích mà. Đáng yêu cái gì? Đây đáng yêu cái này nữa. Cái gì vậy bạn ơi? Người anh đi họp đấy. Sao? Thế mày đánh chức bướng phải không? Không, bướng đi đâu? Thế cái những này vào. Đấy, xong rồi đấy. Xong rồi em đi đi. Chúc anh đi học vui vẻ nhá. Bye bye.